Một con robot khổng lồ đang tiến vào thành phố. Nó đạp nát hết tất cả mọi thứ mà nó thấy và trong chớp mắt thành phố đã chìm trong sự đổ nát hoang tàn. Nhưng có vẻ con robot này khó xơi đấy, trông khổng lồ thế kia mà. Còn gia đình Xin, một người thì hì hục gập bụng, người chạy trên bánh xe, người bò trong ống kính. Còn chú cún Bạch Tuyết Sao lại chơi vơi trên sông thế này. Họ đang làm gì thế nhở? Đang tập thể dục để chiến đấu với robot à? Thôi xem tiếp để xem ai sẽ đánh bại được con robot ấy và liệu có phải là gia đình Xin không nhé? Các thầy cô của trường mẫu giáo Futaba được dịp đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Một bức tranh hai mảng màu, một bên vui đùa cười nói, một bên cô đơn vắng lặng, tội nghiệp thầy hiệu trưởng ghê chưa? Đột nhiên nơi này bỗng rung lắc như động đất vậy, sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện dọa mọi người sợ khiếp vía bỏ chạy ra khỏi suối nước. Họ sợ hãi báo với cảnh sát nhưng không một ai tin cả. Vì các thầy cô vẫn chưa về nên Xin được bữa nghỉ học, sướng nha. Xin đi ra ngoài chơi thì chợt nhìn thấy một người đàn ông nằm sấp mặt dưới đất. Xin không giúp đỡ mà lại nằm chung, ơi là trời luôn á. Người đàn ông đó bỗng đứng dậy giới thiệu mình tên là Tamba. Xin cũng hào hứng kê khai danh tính của mình. Ông ta diễn tả lại hành động cùng các đạo cụ bên mình. À thì ra là muốn tắm suối nước nóng. Ủa ngộ vậy trời. Mà thôi ông thích thì xin chiều. Xin vào nhà xả nước nóng và bồn tắm rồi hai người nhảy vào ngâm mình trong đó. Ta nói phê chữ E kéo dài. Ngâm nước nóng không phải làm sạch cơ thể mà là thanh tẩy tâm hồn. Nghe cũng có lý nhở. Ủa ông ấy đâu mất rồi? Không lẽ là ma? Úi nổi hết cả gai óc rồi này. Ngày hôm sau khi trở lại lớp học thì cô Ishinaka muốn điên đầu vì bọn trẻ cứ đòi cô kể lại việc con quái vật. Không chỉ cô, mà các cô còn lại cũng đều muốn xỉu ngang với đám học trò. Đột nhiên, có một đám người mang kính đen đang tìm kiếm thứ gì đó và rồi họ đứng chỉnh hình trước nhà Xin. Ra là từ thời cổ đại, bom abandon được tìm thấy trong khu nhà của Xin, họ buộc phải đào lên và phá hủy nó. Mẹ con Xin thu dọn đồ đạc dắt theo Bạch Tuyết cùng lên xe cảnh sát. Khoan đã, bọn chúng không phải cảnh sát. Họ đã bị đánh thuốc mê và trở tới một nơi nào đó. Sau khi tỉnh dậy, mẹ Xin hoảng hốt gọi các con dậy, nơi này là đâu vậy trời? Đang định trốn thì có hai cô gái mở cửa bước vào. Khỏi phải nói, như có công tắc tự động Xin mê gái háo hức chạy tới giới thiệu tên tuổi. Chờ đã, hai người là ai? Họ là người ở suối nước nóng. Được sự ủy thác đặc biệt từ chính phủ để quản lý tất cả hệ thống suối nước nóng trên cả nước, nên họ buộc phải giữ bí mật không để ai biết cả. Hai cô gái này nhận nhiệm vụ đến bảo vệ cho mẹ con Xin. Họ đưa mấy mẹ con đi vào trong, vì nơi này ở dưới lòng đất nên không thể thấy gì bên ngoài. Đây là phòng điều hành và quản lý các hoạt động của suối nước nóng bao gồm tất cả các suối nước nóng ở Nhật. Thật là hoành tráng. Sau đó mấy mẹ con được đưa đến gặp thủ lĩnh Kusatsu. Ông ấy thân thiện bắt tay từng người một kể cả Bạch Tuyết. Sau đó đến bàn gỗ mở thiết bị điều khiển bấm bấm rồi một màn hình hiện ra. Yuzame là một tổ chức khủng bố. Đầu tiên là Akamai. Hắn là tên đầu sỏ rất ghê gớm và hung ác. Còn đây là Cao Dư, cũng là một kẻ tàn bạo không kém và đặc biệt là ghét đi tắm. Gì ở bẩn vậy chị gái? Có xinh đẹp mà bẩn thì Xin cũng không thèm đâu. Tiếp theo là Choi, bề ngoài như phụ nữ nhưng là một thằng đàn ông AK, kẻ giết người tàn nhẫn và không khoan nhượng, với khả năng tấn công bằng đòn đấm bóp rác hơi. Ông này có vẻ là bạn thân chí cốt của Xin rồi, cùng một dòng máu mê gái và đều cà giỡn như nhau. Gần đây những tên này có ý định phá hủy các hoạt động của trái đất, các thông tin chi tiết đều đang được điều tra. Họ phải hành động dứt khoát để ngăn chặn bọn chúng. Nơi này là một suối nước nóng huyền bí có thể nhận được sức mạnh từ các huyền thoại linh hồn Golden. Vậy nhà Nohaza có liên quan gì chứ? Có đấy nhá, linh hồn Golden đã thức tỉnh trong nhà của Xin. Và đây, họ đang đào bới lục tung nhà Xin lên để tìm ra thứ đó. Bố Xin cũng được đưa đến đây. Hai vợ chồng lại om sòm bởi sự mê gái của bố Hiroshi, chuyện như cơm bữa ấy mà. Thôi đi tắm nào, đi tắm sẽ cởi bỏ được sự khó chịu trong lòng đó. Cứ tưởng được tắm chung với nhau nên hai bố con hí hửng nhưng mà không, nhìn mà chán. Thôi đằng nào cũng tới rồi, không tắm thì phí. Kusatsu bước vào không sao, hai bố con vừa vào nhảy đong đỏng lên vì quá nóng, thế là phải xả thêm nước lạnh. Nhưng chưa gì Kusatsu đã phóng tới như bão táp khóa vòi ngay lập tức vì nước nóng như này phải ở nhiệt độ cao. Hai bố con ngoan ngoãn ngâm mình, tắm xong nốc một ly bia mát lạnh thì còn gì bằng. Nốc sao mà xỉn quắc cần câu không biết trời đất gì luôn. À mẹ gọi bố qua phòng kia, bố chỉ kêu tên có 6 chị gái trong lúc say thôi chứ có nhiêu đâu. Tại căn cứ của Yuzame, bọn chúng đang chuẩn bị cho kế hoạch S3 trái đất. Chúng dự định đẩy mắt ma ra biển rồi làm tăng nhiệt độ của nước lên,
nhiệt độ làm tan chảy băng ở Bắc Cực. Nếu như vậy thì những thành phố đứng đầu thế giới sẽ bị chìm. Nguy rồi, dòng nước chảy ra trong suối nước nóng giờ đều đã biến thành nhớt. Ngay sau đó, bọn Zuzame cho quân lính đến bao vây cả suối nước nóng đe dọa tất cả mọi người. Riêng Kusasu ném thau gỗ vào đầu một tên lính, ngay lập tức bọn chúng nã súng về phía ông, tiếp xúc với dầu nhớt bên dưới làm cả hồ nước liền bốc cháy. Kusasu tốc độ né đạn rồi tông luôn cửa kính chạy ra ngoài. Ông mở nắp một đường hầm bí mật ngụy trang dưới lớp cỏ rồi chui xuống. Bên trong lúc này lửa đã lan ra rất lớn. Hai cô gái bảo vệ cho gia đình xin lúc này lấy ra khẩu súng đã thủ sẵn rồi đứng canh. Thì ra đường hầm bí mật đó dẫn vào lại bên trong này. Hai cô gái nhận lệnh đưa gia đình Nohaza rời khỏi đây. Có ba tên nhìn thấy hai người nên liên tục bắn súng về phía này. Hai cô cũng không vừa mà bắn lại rồi chạy qua hướng khác. Thấy đám lính đi tới Kusasu bất ngờ vật ngã một tên. Mấy tên kia tụng lại chặn ông như liền bị đẩy ngã vào tường. Sau đó đá dép vào thẳng mặt một tên rồi túm cổ hắn quật ngã xuống sàn. Thiệt là lợi hại, đúng là thủ lĩnh có khác. Một tên chồm dậy lấy cây súng định bắn Ibusuki nhưng liền bị cô đá cho phát sấp mặt luôn. Quay trở lại với gia đình rắc rối này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng gây cấn mà bố mẹ Shin vẫn còn giận dỗi nhau chưa chịu làm lành. Mà có giận thì cũng phải an toàn trước cái đã. Kusasu cùng hai cô gái mở đường dẫn gia đình Shin ra ngoài. Lúc nào rồi mà còn nói chuyện ba bùng, gái gú vậy ba tên hám gái kia. Hai cô gái chợt tia thấy bọn lính từ xa liền nã súng liên thanh, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Kusasu đi ra ngõ sau nhưng cũng bị đám lính khác chặn đầu. Ông nấp sau tường, rồi lấy các lon nước trong máy tự động ra ném từng tên một. Còn Shin thì đói khát lắm hay gì mà uống nước cách kiểu đó thế hả? Kusasu dẫn đường cùng nhà Shin chạy trốn, còn hai cô gái ở phía sau yểm trợ. Cứ thấy có tên nào bén mảng tới là bắn tới tấp không ngần ngại. Hai cô gái có tài thiện xạ tuyệt đỉnh bắn chuẩn phết, bắn phát nào ăn tiền phát đó. Nhưng mà bắn dữ quá nên hết đạn rồi, thôi thì dùng tạm súng ngắn vậy. Hai cô nàng vừa đuổi theo mọi người đã nhìn thấy hai tên phía sau chơi đánh lén nên bắn liền không đắn đo. Nhưng cũng vì thế mà lại hết đạn. Cho Shin phát hiện ra một lối đi nhỏ nên rủ mọi người cùng đi. Hay quá bị bắt luôn. Bị bắt rồi mà Shin vẫn vô tư làm mấy cái trò nhảm nhí của mình. Nhưng mà lần này là có ích nha. Nhân lúc bọn lính hoang mang lơ đễnh, thì Kusasu cùng hai cô gái xông lên tấn công chúng. Nào là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lên gối đá chân giọng vô mặt có đủ hết. Vì bị đánh bất ngờ nên chúng không phản ứng lại kịp mà bị hạ gục trong phút chốc. Kusasu dẫn mọi người đến trạm cứu hộ của họ. Nơi này là nơi bí mật nên có thể tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Bây giờ gia đình Shin không thể về nhà được nữa, vì nhà của họ đang nằm trong tầm kiểm soát của suối nước nóng. Mới nãy ý chí kiên cường lắm mà sao nghe gái nói một câu là đồng ý liền vậy bố Shin. Có ông chồng như này thiệt không sống thọ được mà. Đã thế được cả bố lẫn con cứ nghe tới gái là nhanh lắm. Kusasu cử hai cô gái đến Chichibu. Ông mở kho lấy ra một chiếc xe chất lử cho hai cô ấy di chuyển. Nhưng vì không có bảng lái nên phải nhờ bố Shin. Ủa cái chữ không nãy đâu mất tiêu rồi. Gái vừa sắp vào dỗ ngọt là đi liền. Bày đặt bảo vệ hòa bình thế giới cơ đấy. Mọi người cùng lên xe chào tạm biệt Kusasu rồi rời đi. Chiếc xe di chuyển trong bóng tối, đã thế còn trong rừng nữa, sợ ma thiệt chứ. Đang đi thì có một biển báo cản đường nên mọi người đành phải tắt máy xuống xe đi bộ. Hai cô gái lôi súng ra nạp đạn rồi bắt đầu đi. Nhưng được một lúc thì nhìn thấy bọn lính từ xa, gia đình Shin hoảng sợ tìm chỗ nấp, còn hai cô gái lăn lộn đua nhau bắn súng tiêu diệt chúng, nhưng phe bên đó vô cùng đông bắn không xuể. Ngay sau đó bị bọn chúng bao vây từ phía. Thôi đầu hàng. Mọi người được áp giải về hang ổ của chúng. Đám thủ lĩnh muốn đưa gia đình Shin sang thế giới bên kia. Ủa là thiên đường hay địa ngục? Nghe là thấy rén rồi đấy. Này có thể đừng ăn trước mặt người khác không? Làm người ta thèm. Nhà Nohaza xếp hàng ngay ngắn. Chuẩn bị, vèo, tới rồi. Mở mắt ra. Tôi là ai và đây là đâu? Đây là thứ mà chúng gọi là thế giới bên kia đó hả? Chơi vượt chướng ngại vật hay gì đây? Gia đình Shin chia thành 4 nơi, lấy được thiết bị ở cái mũi tên này để đạt điểm cao nhất. Hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh gia đình Nohaza đi nào. Tiến lên thôi. Bố mẹ Shin ở trên một chiếc xe đầy gập bụng, không hiểu tại sao phải gập bụng luôn. Còn Shin thì chạy hì hục trên bánh xe, Hima thì bò trong đường ống còn Bạch Tuyết lại trôi giạt trên sông. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thì hình phạt sẽ đến ngay lập tức. Cái trò quái quỷ gì thế không biết. Đến cả chú cún cũng không tha. Hima vì mê trai đẹp nên lãnh đủ hai cây chổi lông gà cười cho đã đời luôn.
chuyến này chắc mẹ Misae giảm được mấy cân luôn ấy, nhưng với cái tốc độ này thì ốm chưa thấy mà chỉ thấy muốn tắc thở tới nơi. Đến xin siêu quẩy cũng phải bu xuôi thả mình trôi theo dòng bánh xe, còn Bạch Tuyết thì ấn mấy cái nút muốn bệnh luôn. Thôi đầu hàng, game over. Tên Akama yêu cầu tất cả mọi người lên xe, nói là xe nhưng thực chất là một con robot khổng lồ màu đỏ. Chúng bắt đầu tiến hành S3 trái đất. Nếu tìm được linh hồn Golden thì sẽ lật đổ được các suối nước nóng lặn xuống đất và đưa dung nham vào biển. Mục đích cuối cùng là biến thành một suối nước nóng khổng lồ. Con robot bắt đầu tiến vào thành phố Chichibu. Nó to lớn đến nỗi chỉ cần cua tay một phát là một cây cầu sụp đổ trong tích tắc. Người dân vô cùng sợ hãi trước nó. Nó đi đến đâu cũng đều đập phá mọi thứ xung quanh khiến thành phố xinh đẹp bỗng chốc trở thành một đống hoang tàn. Nó đã phá hủy hết các tuyến đường và cả đường dây chuyền, khiến cho người dân không thể di cư được. Trong lúc đó, Kusatsu cũng theo dõi tình hình qua TV và quyết tìm ra cho được Golden trước bọn chúng. Lúc này toàn thành phố đã trở nên vô cùng hỗn loạn, nó đạp phá hết tất cả những thứ dưới chân nó kể cả ngôi nhà. Đến cả lực lượng cảnh sát hùng hậu cũng không thể làm được gì, vì nó thật sự rất khổng lồ. Có lẽ các bạn cũng đang thắc mắc trong lúc loạn lạc này thì gia đình xin đâu đúng không? Đây nè, cả nhà cùng hai cô gái nằm ngủ ngon ơ trên thảm cỏ xanh mướt. Họ đã thua rồi sao? Không thể được, cả nhà xin nhất quyết quay trở về nhà của mình, dù con robot đang hoành hành ở đó. Leo lên chiếc xe màu vàng và phi thẳng về nhà. Úi gì kẻ xe dữ, thôi bẻ lái xuống đường cỏ đi cho lẹ. Bố Hiroshi phi xe với vận tốc ánh sáng, thêm năng lượng ngọt ngào từ Ibusuki nữa thì thôi, hết nước chấm luôn. Con robot lúc này đang tiến về Kasukabe, chính phủ đã cho lực lượng phòng vệ đến chiến đấu với con robot. Hàng loạt các xe thiết giáp nối đuôi nhau tiến vào thành phố. Nhìn thấy con robot, các khẩu pháo chuẩn bị lên nòng, bắt đầu bắn. Bom đạn bắn ra đồng loạt thẳng vào con robot với năng lượng khá lớn, nhưng sao nó chẳng hề hấn gì hết vậy. Càng bắn nó càng tiến lại gần. Nó nhấc chân lên đạp xuống, chiếc xe tăng 12 tỷ tan nát, ôi con tim tôi đau quá men. Chịu sự tấn công cùng lúc từ các khẩu pháo và cả máy bay chiến đấu trên đầu. Nhưng thực sự nó rất lì luôn, nãy giờ còn không làm chóc được một tí sơn của nó nữa. Con này con quỷ chứ robot gì. Trong khi đó, gia đình Shin đang xác định vị trí của con robot thì hello, tôi đây nè, trời ạ, nó rộng một phát muốn chấn động nhưng may bẻ lái né kịp. Người dân của Kasukabe buộc phải sơ tán qua thành phố khác. Con robot thì vẫn cứ tiến vào thành phố mà lực lượng phòng vệ có bắn cỡ nào cũng không có tác dụng nên chính phủ đã nhờ tới sự giúp đỡ của Kusatsu. Hóa ra suối nước nóng của ông cũng là một tổ chức bí mật. Kusatsu gấp rút huy động lực lượng vừa phòng thủ vừa mau chóng tìm ra Golden. Gia đình Shin cuối cùng cũng về đến nhà. Kusatsu mời mọi người cùng lên nóc nhà nói chuyện. Lúc này con robot đã tiến lại gần, lính của ông không dùng đạn mà bắn dung nham vào nó nhưng cũng còn nguyên con không lay chuyển gì. Sau đó chuyển qua gắn các dây chuyền điện vào người nó rồi bật công tắc lên, dòng điện cao áp truyền vào nó, không bị gì nên tăng năng lượng lên đến mức máy bị nổ luôn nhưng nó vẫn vậy. Trời ạ, cái thứ quỷ gì dai thế không biết. Lần này đến lượt bọn chúng ra tay, cánh tay con robot giờ đã trở thành hai mũi khoan sắt nhọn, nó ghim xuống đất tạo thành một cái hố to chà bá lửa. Ủa đâu rồi? À ra là nó đào đường chui xuống đất rồi định xông lên tấn công bất ngờ chứ gì. Đây biết thừa nhá. À nhưng mà biết thì biết chứ lúc nó đứng dậy nhìn thôi cũng muốn xỉu ấp xỉu đã nói gì đánh nó. Tên Akamai vọng cái loa ra ngoài nói muốn tất cả đều phải bốc mùi vì hắn ghét tắm. Ủa gì vậy má? Giờ thì giơ mình đi sao còn kéo theo người ta vậy? Mà thôi để nghe cái lý do hắn ghét tắm cái nào. 30 năm trước hắn rất thích tắm và ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng đã xảy ra một việc làm thay đổi hắn. Khi đó hắn còn là một sinh viên, ủa học thức dữ vậy ta. Ngày nào hắn cũng là người đầu tiên đến phòng tắm công cộng và luôn đựng đồ trong tủ số 3. Có lẽ có ai đó quên cất nên đem về rồi. Hắn vô cùng tức giận bỏ về không thèm tắm và kể từ đó ghét tắm. Chu cha cái lý do cao cả dữ ha, không có sảm xí đế một miếng nào luôn á. Trời đất mẹ ơi, tin nổi không, cái tên lấy chìa khóa tủ số 3 không ai xa lạ mà chính là Kusatsu. Wow, có cần phải trùng hợp thế không? Tên Akamai giận run người ra lệnh cho robot tấn công. Nó khoan thẳng xuống tòa cao áp điện tạo ra một cái hố to chắc bằng cái đầu nó luôn á. Đột nhiên từ dưới hố bắn lên một làn khí. Có lẽ do nhát khoan vừa rồi đã xuyên qua lớp đá. Một dòng nước màu vàng từ dưới đó sục sôi tràn dần lên trên. Đây chính là linh hồn Golden mà tất cả đều đang tìm kiếm. Nhà Shin bây giờ đã trở thành một suối nước nóng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Chợt phía sau lưng vang lên giọng nói, chính là người đàn ông tên Tamba đã từng tắm ké trong nhà Shin.
ai đây? Ai mà có thể thoát ẩn thoát hiện phép thuật siêu đẳng thế kia? Theo lời Kusatsu thì những suối nước nóng vàng sẽ phun lên từ dưới lòng đất, nó có thể đạt được mong muốn của người tắm. Thật là kỳ diệu. Tamba muốn người đầu tiên xuống tắm là gia đình Shin, ông sẽ chỉ cho họ cách tắm để đạt được mong ước. Rồi cởi đồ xuống tắm nào, Shin thì lẹ lắm, bố mẹ Shin dù hơi ngập ngừng nhưng thôi chơi tới bế luôn. 1, 2, 3, tùng. Suối nước nóng này rất dễ chịu, ngay cả Bạch Tuyết cũng ghiền thì nói gì nữa. Cả nhà bắt đầu múa, đưa qua đưa lại rồi giơ chân lên, lặn xuống rồi giơ hai chân lên xoay một vòng rồi lại lặn xuống. Cái điệu múa này hơi mệt nha, mà cả nhà có tập không mà sao đều giữ. Xếp hàng, 1, 2, 3, 4, 5 đủ. Kết màn, thiệt là quyến rũ. Cả nhà tụng lại ôm lấy nhau, đột nhiên một vầng sáng màu vàng rực từ từ tỏa ra khắp suối nước nóng. Đây đúng thật là golden rồi. Cả nhà nói ra nguyện vọng là muốn lật đổ bọn Juzame. Ngay lập tức một làn sóng bao lấy mọi người, màu da chuyển sang sắc tím, rồi tất cả màu vàng trong suối gom lại tạo thành một quả cầu vàng ôm trọn lấy cả nhà xin bay lên cao đối diện với con robot. Bùng, của gì đây? Gì mà đủ thứ màu thế này? Gia đình siêu nhân Nohaza Aka, biệt đội tắm suối nước vàng tiến lên. Khi mà xung trận đầu tiên, cô bé bỏ với tốc độ bàn thờ dùng cái đầu thiết tông thẳng vào đầu con robot, nó liền chấn động ngả nghiêng mất thăng bằng. Bộ đồ này có vẻ lợi hại à nha. Rồi tiếp theo là bố con Shin muôn đời mê gái. Cơ mà hùng hổ chạy về phía nó nhưng liền bị cái mũi khoan chạm nhẹ một cái in hẳn lên mái nhà té chỏng gọng xuống sàn nhà. U là trời. Lấy lại khí thế định bay lên thì lại đập mặt vào cái bàn chân bánh in của nó. Không sao không sao, tuyệt chiêu đẩy chân. Hai bố con ra sức đẩy cái chân con robot lên. Ngay lúc nó định đạp xuống thì hai người nhanh chóng lách qua bay lên phía trên đầu của nó. Một cú đấm của bố cộng với mông thần trưởng của Shin khiến cái đầu con robot rung lắc như lò xo. Tất nhiên là bên trong cái đám kia cũng quay cuồng trong mơ hồ luôn thoát gì nổi. Mẹ Misae cùng Hima và Bạch Tuyết thấy thế cũng xông lên ra sức đẩy cái chân con robot rời khỏi mặt đất. Shin với bố cũng lao xuống dịch chuyển hai cái tay của nó. Rồi nhìn đi, đang tập yoga hay gì? Đám Juzame tức giận ra lệnh tăng năng lượng đến mức cực đại. Lập tức con robot tung hết tay chân ra khiến cả nhà Shin đâm sầm xuống phía dưới. Không sao hết. Siêu nhân mà. Giờ chỉ có nước kết hợp lại sức mạnh của cả gia đình thì mới tống khứ được cái mớ sắt này. Nào bắt đầu thôi. Gia đình Nohaza kết hợp. Cả nhà bám vào nhau chạy xung quanh đầu con robot. Hơi chóng mặt nha. Sau đó chạy thẳng ra bên ngoài rồi quanh lại nhưng lần này mang theo một nguồn năng lượng mạnh khủng khiếp. Đối đầu với mũi khoan của con robot. Vì đây là sức mạnh gia đình nên nó chỉ có lớn dần thôi chứ không dập tắt. Shin nhanh trí lùi xuống dùng sức đẩy chân bố mẹ lên, nguồn năng lượng cực đại ngày càng lớn dần và bào mòn hai mũi khoan, sau đó bay xuyên thẳng qua ngực con robot. Mà các bạn biết đó bên trong con robot là gì? Đúng vậy, bọn Juzame trái đen thùi lùi chỉ biết câm nín, con robot cũng cạn kiệt năng lượng mà gục ngã. Sức mạnh của gia đình không gì có thể sánh bằng. Nhà Shin bay xuống ăn mừng và còn vác theo tên Akamai xuống. Cái tên mưu mô này vẫn không chịu thua mà nhảy xuống suối nước nóng vàng hòng trả thù. Nhưng Tamba nói rằng suối nước nóng đó sau tất cả cũng chỉ là sức mạnh của nước mà thôi. Nó sẽ cho những người phe công lý một sức mạnh rất to lớn, còn với những kẻ độc ác xấu xa thì là cải tạo lại cái nết của chúng. Xuất sắc Golden ơi! Sau khi tắm xong thì Akamai đã trở nên hiền lành khác hẳn ban nãy mà giơ tay đầu hàng. Kusatsu đưa lại cho Akamai chìa khóa tủ số 3. Màu của suối nước nóng nào cũng giống nhau thôi. Akamai cảm động cầm lấy mà òa khóc. Tamba từ phía xa thu lại suối nước nóng vàng vào trong thùng gỗ. Suối nước nóng vàng là một bí mật không thể để nhiều người biết được. Nói rồi ông chào tạm biệt mọi người và bay đi. Con robot đã bị đánh bại. Cuộc khủng hoảng đã qua đi và người dân đang khắc phục lại những thứ đã bị phá hủy. À, người dân ở đây là bọn Juzame cùng thuộc hạ của chúng đó nha. Bình yên đã trở lại với mọi người và hãy nhớ là người Nhật Bản rất thích suối nước nóng nhé. Các bạn ơi, tập phim này rất là thú vị đúng không nào? Dù cái lý do gây ra trận chiến căng não này rất nhảm nhí. Nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta thấy được rằng, thứ sức mạnh duy nhất giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách không gì khác chính là gia đình. Dù có là gì thì chỉ cần các thành viên đồng tâm hiệp lực đoàn kết lại với nhau như cách gia đình Shin đã làm, thì nguồn sức mạnh vô cùng to lớn đó sẽ giúp mình đánh bại được hết tất cả những thứ xấu xa trên đời này. Hãy nhớ nhé! Hết phim rồi! Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay nhé! Để tụi mình có động lực hơn, các bạn hãy like và đăng ký kênh Ký Ti Anime nha!
Hẹn gặp lại các bạn ở tập phim tiếp theo nè.